rồi nó bay lên, nó bay cao quá rồi nó bay như con chim mọi nó cũng đáp cắn luôn không biết linh chưa giờ dạ, em cắt cầu tư với ai mà teo teo ở nhan chắc hai gặp mày rồi rồi không không tốt set 2 đôi công giữa Linh Cờ Đỏ Cần Thơ với Cống Chợ Mới An Giang điểm số 1-0 cáp rồi đó anh muốn làm phải cho em heo anh Đức mày chỉ nói sớm cái gì mà tốt điểm một đều trời ơi điểm 2-1 em nhảy lắm kêu hộp chúng người lên cho thầy đánh đó nghe đại học cũ thầy cũng chơi chuẩn bị củi mình đang đóng mình kiên đóng ta đá vậy chết luôn chuyện đi về gì rồi chuyện bể nợ rồi chuyện bể nợ rồi đây nè tôi nè đó thằng đẹp trai nè thằng áo tay dài với thằng áo đỏ nón đỏ đó với thằng ta có chạy không trời ơi con cảm thấy nó chú điểm 3-1 nó hả nó ăn lát chưa cái tay là tôi rồi điểm gì để lập chặn lắc rồi điểm 2-3 quá tốt ba điều này đóng đồ ăn quýnh thằng cũng quýnh lại luôn không quýnh lại biết nó không có nơi đi chơi cái này máu con bác chịu rồi gắn yếu phù hình này khó cay rồi điểm ba đều vậy đó quá tốt đây là cái khủng liền có gì mà khủng liền đó bị cái băng làm gãy găng rồi không lẽ cho ông chuyện gãy thêm cái nữa là xuống đúng đó điểm 4-3 điểm 5-3 cậu về điện vừa anh luôn mà ơi chạy mốt đưa anh Đức là bình luận viên tào lao nhất trên đời điểm 4-5 ai hiện phụ lên mọi hai cái mày má mình thường mình yếu mình nhờ cô đồng viên
lý thuyết sách vở ghi gì đó chỉ cho mình có lúa nãy chuối không ở đâu à trời điểm 64 ở đâu học ra ở đâu ạ quay chơi đâu sao qua luôn trời quên quấn đồng đội quá hả anh em ơi muốn chèn muốn chèn thằng nhăn phải tập cái góc tiền anh bây giờ anh sống lên trên nào cũng sợ hôm nào thằng kia đi qua mình mới thua ai bắt luôn bên này bắt luôn ai bắt luôn bên này có một kỳ bẩn mà nó đang còn chạy kỳ hôm nào thằng kia đi qua đây còn quá là quấn bên đây bên đây bên đây bên đây vui vẻ phải cười chứ không cười cái gì vui vẻ vui vẻ vui vẻ rồi ông kỳ vậy thôi mà nó nói gì nó phát âm thanh lạ đâu có gì đó đâu quen miệng phước cái chim vàng đó đó phước buổi đâu đi quánh banh mà nghe có ai đi nghe phước đi thôi tôi trốn điểm 56 hay quá Nhân ơi. Bánh nó vậy mà Nhân. Điểm 6 điểm. Cái banh nó phải nói được cái banh cái banh này nó đậu xe á chạy ngay đậu ha chạy đậu anh ở đây ở đây có không hả có gì cay vậy trời trời hai cây luôn sắp rồi mưa mở máy này vậy lên máy này nó bằng đảo rồi dạ nè chết trong kia chết nhà dạ chắc ba rồi dạ chắc ba rồi dạ chắc ba rồi thắng ơi điểm 76 theo bay sang hồi nhỏ đi tốt rồi kìa bay lên luôn cây đây thôi cây đây không rồi mình chạy tới nè qua chữ nó nói điểm 7 điều có cửa ngoài chồng ra chồng ha tám hai cây cái này ra hiệu ngoài trong bị được không ta sợ không được hay vậy sợ mình ra hiểu cái đầu ăn thua với nhau lu bu nữa đó mình là trong những sao mình ra ngoài nó chữ mình đó ừ trong trước mình đừng la cái này nó không có lợi cho mình hay mình không biết lỡ mà lỡ bị có hại không ở Vĩnh Thanh đánh là trong ngoài được hiệu hết là la gần gần lên đó nha điểm 87 quá tốt điểm 8 đều chín tám có trong bài vậy đếm trong tay ơi
Điểm 98. Có khi cũng chặt lắc thầy chú ơi. Ấy nó vô cũng cúng á. Ngồi xuống. Ngồi xuống đi, ngồi xuống. Cách này điểm cắt rồi nè. Phải có ngam vào bàn á, con này điểm nhiêu mà bảo? Điểm 9 đều. Nhiều quá đó hồi lố. Tốt. Điểm 19. Tốt. Điểm 10 đều. Trời ơi. Không, xa lắm, không xa lắm. Đó đây nè. Sao nó chỉ cách mà bắt đi. Đi đâu? Đi vô mặt đó, đi. Đó. Cái đó mà giờ quay xuống vậy mà không cái đó làm hết luôn. Điểm 12 10. Tốt. Điểm 11 12. Hay quá. Điểm 13 11. Cái hàng trên Đức nhiều mày gắt này sao dính. Trời ơi. Nhín thiệt. Trời ơi. Tốt. Anh nhìn nhìn gắt luôn ơi. Tốt. Điểm cuối, điểm 14 11. Tốt. Điểm 12 14. Nó đỡ được. Giờ em chạy không được không anh?
kết thúc set 2, Linh cờ đó thốt nốt, Hoa Thinh cờ đó Cần Thơ thắng Cống Chợ Mới ăn vậy. Đi ơi, HC chạy ngồi đây ăn chay.